Thì nhắc lại cái bài hôm trước là cái phần đại cương về động cơ không bộ, thì mình đã đi qua cái phần khái niệm và cái phần cấu tạo của cái động cơ không bộ. Thì động cơ không bộ nó là cái loại máy điện xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ quay của rotor nó khác với tốc độ quay của từ trường. Tốc độ quay của rotor và từ trường nó khác nhau nên nó gọi là không đồng bộ. Rồi thì cái động cơ không bộ này nó được ứng dụng rất là phổ biến trong đời sống hàng ngày cũng như trong công nghiệp ha. Thì cấu tạo nó gồm có ba cái phần chính, gồm có phần tĩnh stator, phần quay rotor và vỏ máy. Thì phần tĩnh và phần quay stator và rotor là hai cái phần chính yếu nhất của cái động cơ ha. Thì mỗi phần này nó sẽ gồm các lõi thép và dây quấn. Rồi thì cấu tạo của từng cái bộ phận cụ thể thì thầy không có đi kỹ lại ha. Thì lõi thép thì nó là các lá thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau để nó chống cái dòng dòng điện Foucault. Dây quấn thì nó làm bằng dây điện từ. Đối với cái rotor thì cái dây quấn nó có thể là các cái thanh dẫn, nó gồm có hai loại ha. Rotor ngắn mạch gọi là rotor lồng sắt, thì dây quấn nó bằng các cái thanh dẫn bằng kim loại nhôm hoặc là đồng. Rotor dây quấn thì nó cũng dùng các cuộn dây đồng để nó quấn tạo thành các cái bố dây. Đây, hình ảnh của một số cái bộ phận. Rồi ngoài ra cái rotor dây quấn thì nó có đặc điểm là nó sẽ được nối ra cái thông qua cái ma vành trượt ha, nối ra các cái bộ điện trở ở bên ngoài. Mục đích các bộ điện trở này dùng để quá trình khởi động của động cơ giúp điều chỉnh cái dòng khởi động và điều chỉnh cái momen khởi động. Đó là cái phần cấu tạo ha. Vỏ máy thì nó thường đúc bằng nhôm hoặc là bằng gang để nó bảo vệ cái ruột bên trong, đồng thời là nó có cái nắp máy để nó đỡ cái trục rotor. Thì về so sánh giữa hai cái loại rotor lồng sắt với rotor dây quấn thì cái rotor lồng sắt cái cấu tạo nó đơn giản hơn ha, và rẻ tiền hơn, nó bền và nó không có thể hư được. Nếu mà em đã từng mở cái động cơ của cái quạt ra, cái motor của cái quạt quạt máy ở nhà đó, thì mình thấy cái cục rotor bên trong nó là một khối kim loại liền ha, khối nguyên nguyên khối luôn, không thấy dây đâu hết, nó chỉ là các cái thanh dẫn bằng bằng nhôm bằng đồng nó đúc nó nằm bên trong cái lõi, mình có thể mình không thấy, nhìn nó như một khối sắt ha. Thì cái rotor nó rất là bền ha, không sợ hư. Nhưng mà cái loại thứ hai là cái loại rotor dây quấn thì nó lại quấn bằng cái dây 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 đồng ha, dây điện từ. Thì cái rotor này nó dây quấn nó tương tự như stator và nó dễ hư hỏng hơn, nó có cái hệ thống vành trượt và chỗ thang nữa. Thì những cái bộ phận này khi mà nó vận hành nó chạy thì nó sẽ có sự mài mòn rồi tia lửa điện không ạ, nó có thể gây mau hư hỏng hơn so với cái loại rotor lồng sắt. Nhưng mà cái rotor dây quấn thì tuy là cái nhược điểm về cái cấu tạo nó phức tạp và mắc tiền, nhưng mà nó lại có ưu điểm là khi mình khởi động nó, khởi động cái động cơ rotor dây quấn mình sẽ điều chỉnh được các cái thông số dòng điện khởi động và momen khởi động, nó điều chỉnh tốt hơn so với cái động cơ rotor lồng sắt. Thì cái đó mình sẽ qua cái phần khởi động động cơ mình sẽ nói. Thì đó là nói về cái cấu tạo của cái động cơ không đồng bộ. Tiếp theo nói tới cái phần số 3 là các cái thông số định mức. Hôm trước máy biến áp mình cũng có nói về các cái thông số định mức của máy biến áp mà, gồm các cái điện áp sơ cấp, thứ cấp, rồi công suất, dòng định mức không ạ. Thì đối với cái động cơ đông không đồng bộ của bạn, khi sản xuất ra thì cái nhà sản xuất người ta sẽ quy định các cái thông số cho cái động cơ để nó vận hành được liên tục và dài hạn, thì nó gọi là thông số định mức. Nhớ lưu ý nha, thông số định mức là cái thông số mà nhà sản xuất quy định cho cái thiết bị để đảm bảo là nếu mình vận hành đúng cái thông số đó thì cái thiết bị nó sẽ hoạt động được lâu dài, liên tục và lâu dài. Thì các cái thông số định mức của cái động cơ thì mấy em ghi vào như vậy. Rồi nó gồm một số thông số ha. Thứ nhất là công suất định mức. Thì lưu ý công suất định mức của cái động cơ không đồng bộ nó là công suất cơ ở đầu trục của động cơ, lưu ý ha. Nó là cái công suất ngã ra của cái máy. Cái động cơ của mình thì ngã ra nó là cơ năng ha, trên cái trục động cơ. Thì công suất định mức của cái động cơ không bộ nó là công suất cơ ở đầu trục. Cái này phải lưu ý không em? Sau này làm bài tập ha, người ta cho cái động cơ công suất ví dụ như là 10 kW
Thì đó là công suất cơ ở ngã ra của động cơ. Đây phải lưu ý. Rồi, cái thông số định mức thứ hai là dòng điện định mức. Dòng điện định mức là dòng điện mà người ta quy định định mức cho cái cuộn dây quấn của dây quấn stator của cái động cơ. Rồi, cái thông số thứ ba là điện áp định mức. Điện áp định mức. Thì đối với động cơ ba pha thì điện áp định mức nó là điện áp dây. Điện áp định mức là điện áp dây. Còn một pha thì điện áp định mức nó là điện áp pha. Cái thông số thứ tư đó là cái tổ đấu dây, cái cách đấu dây của cái động cơ. Động cơ mình có thể đấu sao hoặc là đấu tam giác. Hoặc là có một số loại nó có nhiều cuộn dây quấn đó thì nó có thể đấu nhiều kiểu. Đấu sao kép rồi sao song song. Sao song song rồi tam giác nối tiếp tam giác song song đúng không? Thì sau này mình sẽ đi vào cái phần đấu dây sau. Thì cách đấu dây nó sẽ có nhiều cách hơn nữa. Rồi cái tốc độ quay định mức của cái động cơ. Thì đây là cái tốc độ quay của cái trục động cơ của cái rotor của động cơ. Đơn vị đa là vòng trên phút. Rồi cái thông số định mức tiếp theo đó là hiệu suất định mức. Hiệu suất cái hiệu là chữ eta ha. Chữ này là đọc chữ eta nha mấy em. Chữ n có cái đuôi dài này. Hiệu suất định mức. Rồi mấy bạn mới vào thì mình cứ tiếp tục ha. Phần nào mà mấy em bị bỏ lỡ thì có thể coi lại video, thầy sẽ up cái video lên sau. Rồi. Cái thông hệ số công suất định mức đó là một thông số quan trọng đối với cái động cơ. Đây là những cái thông số chính những thông số chính đối với một cái động cơ không đồng bộ cần phải nắm được. Thì khi mình làm việc với một cái động cơ không đồng bộ, ví dụ mình vào cái xưởng kiểm tra một cái động cơ không bộ vận hành thì mình phải nắm các thông số này của nó. Vận hành của nó phải nắm được các thông số này. Đây là những cái thông số chính nhất. Thì bây giờ mình sẽ đi vào một cái nhãn cụ thể, cái nhãn của cái động cơ. Rồi thì mình đặt cái nhãn này mình phải nắm được cái thông số mà ở cái slide trước mình đã nêu đó. Về công suất này, dòng điện định mức, điện áp định mức, cách đấu dây, tốc độ quay, hiệu suất và cái hệ số Coffee. Rồi thì mình nhìn trên cái nhãn này mình sẽ thấy đầu tiên ở trên cùng là cái tên của cái công ty chế tạo. Thì này là những cái thông số phụ mình coi thì biết thôi. Rồi cái tên động cơ là động cơ không đồng bộ ba pha rotor ngắn mạch. Rotor ngắn mạch chính là rotor lồng sắt. Cái rotor này nó không có dây quấn mà nó là rotor lồng sắt. Rồi kiểu nó là 3K112SA4 gì đó. Thì đó là cái tên nhãn riêng của cái nhà sản xuất người ta đặt cho cái kiểu máy giống như cái mã hiệu của cái động cơ. Ba pha dấu ngã này là điện xoay chiều dấu ngã là điện xoay chiều này dấu ngã này là điện xoay chiều điện xoay chiều ba pha. Rồi 50 Hz là tần số định mức một số cái thông số khác ví dụ như là cấp F cấp này là cấp cách điện này cách điện cấp F. Rồi IB IB này là cái chỉ số gọi là cái chỉ số bảo vệ chỉ số chống nước chống bụi chống tiếp xúc và chống nước rồi 3HB này là công suất định mức 2.2 kW này cũng là công suất định mức. Ở đây nó ghi hai đơn vị khác nhau thôi 3HB thì nó tương đương là 2.2 kW. Động cơ này công suất 3 ngựa hoặc là tương đương là 2.2 kW. Thì lưu ý đây là công suất cơ nha mấy em, công suất ở trên cái trục động cơ chứ không phải là cái công suất động cơ nó tiêu thụ điện đâu không phải công suất tiêu thụ của động cơ. Rồi, eta là 80%. Hiệu suất cái động cơ này 80%. Rồi, ở dưới này là tốc độ này, 1435 vòng trên phút, tốc độ quay của động cơ, tốc độ định mức. Tốc độ định mức này ứng với khi mình gắn một cái tải đúng định mức vô thì cái động cơ nó chạy nó sẽ làm việc ở cái tốc độ này. Rồi, Coffee 0.84 số công suất Coffee là 0.84.
tam giác xẹt sao. Cái này là cái cách đấu dây ha. Thì cái động cơ này mình có hai kiểu đấu dây, đấu dây kiểu tam giác và đấu dây kiểu đấu hình sao. Rồi thì ứng với hai cách đấu dây này, ứng với hai cách đấu dây này mình sẽ có hai cái cấp điện áp tương ứng. Ứng với cách đấu dây hình tam giác thì mình sẽ cấp điện áp 220 cho cái động cơ, cấp nguồn 220 điện áp dây nha, điện áp dây 220. Rồi đấu hình sao thì mình sẽ cấp điện áp 380V. Thì đó là cái cấp điện áp ứng với cái kiểu đấu dây ha. Mình có thể đấu tam giác hoặc đấu sao. Rồi tiếp theo là cái dòng điện định mức. Dòng điện định mức thì tương ứng với hai cách đấu ha. Đấu tam giác và đấu sao thì dòng điện nó lần lượt là 8,66 và 5A. Thì đấu tam giác là cấp dòng điện định mức lúc này nó là 8,66. Đấu hình sao thì dòng định mức lúc này là 5A. Dòng định mức này nó sẽ ứng với khi mình gắn cái tải định mức vào động cơ nha. Còn dù nếu mà em gắn cái tải nhẹ hơn so với định mức thì dòng của động cơ nó sẽ thấp hơn ha. Rồi, ngoài ra một số cái thông số ở dưới, ví dụ như là cái IEC 60034, đây là cái tiêu chuẩn sản xuất của cái động cơ. Động cơ nó sản xuất đáp ứng cái tiêu chuẩn là 60034, tiêu chuẩn IEC. Rồi, 200 này là một cái số gì đây, có thể cái mã của động cơ gì đó. 33 kg, cái động cơ này khối lượng của nó là 33 kg. Rồi đó là ví dụ về một cái nhãn máy ha. Ví dụ về cái nhãn máy như này. Rồi. Thì tương tự bây giờ thì có một cái nhãn tiếp theo này ha. Rồi thì mấy em tự đọc cái nhãn này đi, thầy vừa đọc cái nhãn trước rồi, bây giờ mấy em tự đọc cái nhãn này, mình xác định từ những cái thông số mình cần nắm đối với cái động cơ ha. Coi thử có những thông số nào cần nắm, ghi ra luôn ha. Ví dụ như là công suất định mức nó là bao nhiêu, tốc độ định mức nó bao nhiêu, điện áp định mức bao nhiêu, ghi ra. Rồi tự ghi ra thử ha, coi như một cái bài tập nhỏ làm vô vở ha. Ghi ra cái nhãn máy, mình chỉ cần ghi cái thông số ha. Thì mình chú giải nó là ứng với cái giá trị nó là cái gì. Rồi mình làm trong vòng khoảng 3 phút cho thầy, làm 3 phút. Tập hết các cái giá trị định mức mình cần quan tâm đối với cái động cơ này. Mấy đứa đừng có quẹt lên màn hình á. Minh Trường là thầy thấy mới quẹt một quẹt nó có ghi hiện cái tên lên á. Mình ghi mấy cái giá trị định mức này vào trong vở luôn đó. Ví dụ một cái nhãn tự đọc nó ghi ra nữa. Thì thầy nói sơ cái thông số, ví dụ cái động cơ này là động cơ 3 pha, xoay chiều 3 pha này ha. Cách điện là cấp F, IP là 55. Rồi cái công suất định mức của nó là 220 HP.
tương ứng với là 160 kW. Này là công suất cơ ha. Tốc độ quay định mức nó là 2970 vòng một phút, tần số 50 Hz. Hiệu suất cái động cơ này là 90%. Động cơ này có hiệu suất nó lớn hơn, cao hơn so với động cơ trước ha. Tại vì các cái động cơ công suất càng lớn thì cái hiệu suất nó sẽ càng cao em. Động cơ này cái công suất nó lớn hơn nhiều so với cái động cơ lúc nãy ha. Rồi, cốt phi nó là 0,92 số công suất thôi. Rồi, cách đấu thì động cơ này cũng có thể đấu hai kiểu là tam giác và sao. Thì ứng với đấu tam giác thì mình sẽ cấp điện áp là 380V, điện áp dây ha. Rồi, đấu hình sao thì mình sẽ cấp điện áp dây là 660V. Động cơ này nếu đấu sao phải cấp 660V. Rồi, dòng điện định mức. Dòng định mức thì đối với cách đấu tam giác là 294 Ampe, đấu hình sao là 170 Ampe. Rồi, đối với động cơ này thì nó sẽ có thêm cái thông số nữa đây, y khởi động chia cho y y định mức y làm việc của định mức của nó. Thì dòng khởi động trên dòng định mức là tỷ số nó là 7. 7 có nghĩa là gì? 7 này có nghĩa là nếu mà cái động cơ mà lúc bình thường ha, nó chạy với dòng định mức là 294 Ampe này. Ví dụ đấu tam giác ha, dòng định mức là 294 Ampe. Thì lúc khởi động dòng điện nó lớn gấp 7 lần là khoảng tầm, nếu mà khởi động mà ở chế độ tam giác thì dòng nó khoảng tầm 2000, gần 2100 ampe, bình thường là khoảng 300 ampe. Lúc khởi động thì nó lên gấp 7 lần, 7 nhân 3 là 21, 294 thì coi như 300 đi ha. Khởi động nó khoảng 2100 ampe nếu khởi động tam giác nha. Còn nếu khởi động sao thì mình sẽ nhân 170 này nhân 7 lên khoảng tầm hơn 1000 ampe. Rồi thì đó là cái tỷ số dòng khởi động ha. Rồi ở dưới này là cái tỷ số hệ số là cái khối lượng của cái động cơ ha, 1215 kg. Động cơ này nó nặng 1,2 tấn. Rồi thì đó là cách để mình đọc cái thông số của một cái nhãn thiết bị. Rồi sau này mấy em ra đi làm gặp các cái động cơ nó có các cái nhãn thì phải nắm được các thông số này để vận hành cho nó đúng ha. Đó là các cái thông số định mức mình cần phải nắm. Rồi tiếp theo là một số cái công thức mà mình sẽ sử dụng nhiều để làm các cái bài tập ha. Thì đối với các động cơ phân một thì cái công thức tính công suất động cơ tiêu thụ ha. Này. Công suất B1 là công suất ngã vào đó ha. B1 là công suất động cơ tiêu thụ này. B định mức là công suất ngã ra của động cơ, mình có thể gọi là B2 nha mấy em. Cái này là B2 này nha. B định mức này là B2. Còn B1 là công suất điện tiêu thụ, công suất ngã vào ha. Thay vì máy biến áp thì mình ghi B1, B2 là sơ cấp, thứ cấp. Thì động cơ nó cũng tương tự ha. B1 là phía sơ cấp là phía mình cấp điện vô á, là phía cấp nguồn vô. B2 là phía thứ cấp là phía mình lấy cơ năng ra. Cơ năng mình lấy ra mình coi như là thứ cấp ha. Thì nó là B định mức á, B2 ha. Rồi thì B1 bằng B2 chia cho hiệu suất. Hay hiệu suất thì nó bằng B2 chia cho B1. Rồi, thì cái B1 này mình có thể tính là căn 3 UI cos phi. B1 là công suất điện nha mấy em, công suất tiêu thụ. Thì nó bằng căn 3 U định mức Y định mức nhân cos phi. UI nhân cos phi là công suất ha, 3 pha thì nhân căn 3 vô. Điện áp dây nhân căn 3. Mình ghi công thức này lại, đóng khung lại nha mấy em. Ghi công thức này. Công thức này sử dụng rất nhiều, đúng không? Công thức này sẽ sử dụng rất nhiều ha, làm bài tập là làm gặp nó hoài luôn. Chắc chắn phải thuộc công thức này ha. Rồi. Cái công thức thứ hai là công thức tính moment quay ở đầu trục động cơ. Thì moment nó sẽ tính bằng công suất chia cho omega. Đúng không? Moment nó sẽ bằng công suất B định mức này là B cơ đó, công suất cơ trên trục ha, chia cho omega. Omega là tốc độ tính ở đơn vị là radian trên dây, tốc độ là tốc độ gốc, tốc độ radian trên dây. Moment nó sẽ bằng công suất chia cho omega, B định mức chia cho omega. Rồi, thì mình có thể quy đổi nó thành 9,55 B định mức chia cho N định mức. Cái này thì mấy em có thể tự biến đổi ha. B định mức chia cho omega, omega thì nó bằng 2pi nhân cho 2pi nhân cho F. Đây. 2B nhân cho N định mức chia 60. Cái này là tốc độ ở dạng radian trên dây.
2 pi nhân n định mức chia 60 nha. Này là omega tính theo radian trên giây, tốc độ quay của trục động cơ là tính theo radian trên giây ha. À, omega này nó khác với cái omega là cái tần số gốc. À, omega bằng 2 pi nhân f là khác nha. Omega bằng 2 pi nhân f là khác. Omega này là tốc độ quay của cái trục tính theo đơn vị là radian trên giây. Thì đối với công thức này thì mấy em có thể nhớ phía bên dưới phải này cũng được. À, 9,55 b định mức chia cho n định mức. Tại vì cái omega 2 pi chia 60 này nó lật ngược lên thành 2 pi chia 60 thì lật lên là thành 60 chia cho 2 pi nó là 9,55. À, hai công thức quan trọng cần ghi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào phần thứ tư là cái giải thích về cái sự hình thành của từ trường quay. Thì đối với trong cái máy điện không đồng bộ này thì hoạt động quay của cái trục rotor nó sẽ được thực hiện thông qua cái từ trường quay ha. À, thì từ trường quay là cái gì? Từ trường thì chắc mấy em biết rồi ha, cái 500 hai cực của nó sinh ra cái từ trường ha. Hoặc là cuộn dây mình cấp điện vô thì trong lòng cuộn dây nó sinh ra từ trường ha. Thì đó là cái từ trường sinh ra từ các cái cuộn dây hoặc là các 500. Còn ở đây đối với cái động cơ thì trong động cơ nó có ba cuộn dây, thì ba cuộn dây này nó sẽ kết hợp nhau nó tạo thành cái từ trường quay. Thì trước khi đi tìm hiểu cái từ trường quay thì thầy sẽ nói về cái từ trường gọi là từ trường đập mạch. Thì từ trường đập mạch là cái từ trường nó sinh ra do một cuộn dây quấn ở trong cái động cơ. Động cơ mình nó có ba pha. Ba pha là AX, BI, CZ. Thì nếu mình xét một pha, nếu mà em xét một cuộn dây quấn một pha, đây hình dạng cuộn dây quấn ha. Thì khi cấp dòng điện vào cuộn dây, đây ở trên cái hình này là cái động cơ này. Cái cuộn dây của mình là đầu A cấp điện vào này, đầu X lấy điện ra này. Ở đây nó vẽ hình cái dấu X này là cái dây quấn nó đang đi vào. Rồi cái nét đứt này là cái đầu bố dây phía bên kia. Rồi dây quấn nó đi ra bên này. Rồi nó ra đầu của dây bên này, rồi nó lại đi vào ở bên này đi ra. Bên này thì nó đi vào hai đầu nó cùng đi vào á, nó đi ra này, nó nhập lại đi ra. Thì một cái bố dây nó như thế này này, hình dạng của cái bố dây ở trong cái động cơ khi mình nhét vào rãnh á, cái hình dạng của bố dây nó như này. Thì khi mình cấp dòng điện vào á thì các cái cạnh bố dây này nó sẽ sinh ra cái từ trường, mỗi cạnh này nó đều sinh ra từ trường hết á. Đây mấy em xem cái video nhìn cho nó rõ. Thì dưới cái video mình nhìn cho nó rõ. Single phase current passing through a coil will produce a fluctuating magnetic field. But how to make such a field rotating? To make so, Nikola Tesla, a famous Yugoslav inventor. Cái này là cái bố dây của cái động cơ này ha. Thì mở lại. Cái này là một cái bố dây của động cơ. Này, dòng cấp đi vào rồi đi ra. Thì khi cái dòng điện nó chạy vào qua cuộn dây á thì nó sẽ sinh ra trong mỗi cái cạnh dây này những cái từ trường đồng tâm này. Mấy em thấy các cái đường tròn đồng tâm là các cái từ trường ra từng cái cạnh dây nó sinh ra. Thì hai cạnh dây nó kết hợp với nhau nó tạo thành cái từ trường ở giữa của bố dây. Mấy em thấy ở giữa bố dây nó có cái từ trường hướng từ dưới này hướng lên này ha. Hướng từ dưới hướng lên á. Cái chiều hướng từ dưới hướng lên này. Rồi. Thì cái chiều hướng từ dưới hướng lên này nó tạo thành một cái cực từ bắc ở đây nam đây bắc nam thì cái từ trường này nó sẽ đảo chiều liên tục. Mấy em thấy dòng điện xoay chiều nó đảo chiều thì cái từ trường nó sẽ đảo cực liên tục ha. Từ trường nó sẽ đảo chiều liên tục này đó. Lúc bắc lên lúc bắc dưới nó đảo lên đảo xuống thì khi từ trường nó đảo chiều thì nó chỉ theo một cái phương này thôi. Một cuộn dây, cái cuộn dây stator nó đứng yên. Đây là cuộn dây stator nha mấy em. Thì cuộn dây stator này nó đang đứng yên ha. Nên cái từ trường trong cuộn dây này nó chỉ theo một cái phương nhất định thôi. Nó tăng lên giảm xuống đảo chiều theo một cái phương thẳng đứng. Đây mấy em nhìn cái mũi tên bên cái mũi tên trên cái đồ thị nè, cái mũi tên nó lên xuống theo một phương duy nhất thôi. Thì đây là gọi là từ trường đập mạch. Từ trường đập mạch là từ trường giá một cuộn dây quấn trên một pha của cái động cơ nó sinh ra. Thì đối với cái cuộn
cuộn dây nó sinh ra cái từ trường đập mạch như này. Đây, mỗi cuộn dây nó sẽ có cái từ trường đập mạch riêng á. Một cuộn nó sẽ có một cái vector, màu xanh là cái vector từ trường đập mạch của từng cuộn dây đó, mấy thấy không? Đó. Thì mình nhìn riêng từng cuộn đi ha, nhìn riêng từng cuộn thì mỗi cuộn nó sẽ có một cái vector lên xuống theo cái cuộn dây đó. À, ví dụ cái cuộn dây ở phía trên này, cuộn dây phía trên này ha, thì cái vector nó hướng lên hướng xuống theo một cái chiều đó thôi. Tương tự cái cuộn bên trái ha, nó cũng có một vector hướng lên hướng qua hướng xéo qua thì xéo lại này. À, cuộn bên phải cũng vậy. À, nhìn riêng từng cái vector nha mấy em, thì mình thấy là mỗi cuộn dây nó sẽ có một cái vector từ trường đập mạch à, theo đúng cái phương của cuộn dây đó, thẳng hàng với cái phương cuộn dây đó ha. Rồi. Thì khi mà mình cấp dòng điện 3 pha vào ba cuộn dây này thì ba cái từ trường đập mạch của ba cái cuộn dây này nó sẽ kết hợp với nhau và nó tạo thành cái từ trường quay. À, bây giờ mấy em nhìn tổng quan hết cả ba cái vector thì mấy em thấy nó sẽ tạo thành cái thứ tự, nó di chuyển cái vector nó cứ xoay vòng ha. À, thì đó gọi là từ trường quay á. Rồi, thì thầy sẽ chiếu cái rõ hơn. Đây là hình ảnh từ trường quay ở trong cái máy điện á. Ở đây người ta vẽ các cái mũi tên nhỏ nó quay á. Đó, thì từ trường trong máy điện nó chuyển động kiểu như vậy ha. Nó chuyển động vậy. Mỗi điểm ở trong cái động cơ nó đều có vector từ trường hết á. Ở đây người ta vẽ tiêu biểu, các cái điểm này là tiêu biểu thôi nha. Chứ à, những cái điểm mà chỗ trống không có vẽ nó vẫn có vector từ trường á, mình không có vẽ hết dày quá rồi. Thì từ trường trong cái động cơ không bộ nó di chuyển vậy à, cái vector từ nó quay đều à. Nó kết hợp của từ trường ba cái pha dây quấn nó kết hợp với nhau, nó tạo thành từ trường của ba cuộn dây, ba vector từ trường của ba cuộn dây quấn nó sinh ra à. Yeah. À, thì đó là nói về từ trường quay à, mình nhìn thêm cái hình này cho kỹ ha. Đây ba vector ha. B1 là vector của cuộn số 1 ở trên này ha. B2 là vector màu cam là của cuộn số 2 này. B3 là cái vector từ trường đập mạch của cái cuộn số 3 này ha. Thì mấy em thấy là gì? Mỗi vector nó sẽ thẳng hàng với một cuộn dây của pha đó ha. Vector nó chỉ di chuyển tại một chỗ thôi, nó chỉ tăng lên giảm xuống ngay tại theo một cái phương thẳng của cái trục cuộn dây thôi ha. Nhưng mà tổng hợp ba cái vector B1, B2, B3 nó sẽ cộng lại, nó tạo thành một cái vector B vector dài màu xanh ha, đang quay đó à, đó là gọi là từ trường quay á. Ở đây là người ta vẽ, người ta dùng cộng vector về ngay ở giữa thôi nha. Còn hình ảnh thực chất của từ trường quay ở trong cái máy điện, trong cái động cơ không bộ là nó như cái hình này nè ha. Đó, từ trường nó phân bố đều ở trong cái động cơ như vậy, chứ không phải là chỉ có một cái vector nằm chính giữa như này đâu nha mấy em. Cái này là người ta tổng vector là người ta cộng, người ta biểu thị một cái vector nhìn cho nó gọn ha. Rồi, thì đó là cái gọi là cái từ trường quay. Từ trường quay nó là tổng hợp của ba cái vector từ trường đập mạch của ba pha dây quấn ha, đúng ý nha. À, cấp đúng dòng điện ba pha vào ha, cấp ba pha dòng điện vào trong ba cuộn dây thì nó mới sinh ra từ trường quay nha mấy em. Thì ba pha này dòng điện nó phải lệch pha nhau 120 độ ha, nó kết hợp với cái vị trí các cuộn dây thì nó mới sinh ra được từ trường quay ha. Rồi. Thì tốc độ của từ trường quay N là cái tốc độ của từ trường quay á, nó sẽ bằng 60 nhân cho F chia cho B. Cái công thức này mình cần ghi lại ha. Rồi. À, nếu tính theo đơn vị là vòng trên phút thì là 60 nhân F chia cho B. Còn tính vòng trên giây thì mình lấy F chia cho B là được ha. B này là số đôi cực. À, số đôi cực. B là số đôi cực của động cơ. Số đôi cực từ. À. Rồi. À, mình có thể tính là tốc độ quay ở dạng omega là đơn vị radian trên giây, thì mình lấy 2π nhân cho F chia cho P. Mấy em thấy là gì? 2π nhân cho F, omega bằng 2 nhân π nhân F. À, đó là trong cái công thức mình tính cái tốc độ gấp của dòng điện ha. Nhưng mà nếu muốn tính tốc độ quay của cái từ trường thì mình phải chia cho B nữa. B là số đôi cực từ. B này gọi là số đôi cực từ ha. Mấy em có thể ghi chú nha. B gọi là số đôi cực từ. B này là số đôi cực từ ha. Cái công thức này mình ghi lại để làm bài tập. Này là tốc độ quay của từ trường quay ha. Tốc độ từ trường quay. Rồi. Thì cái công thức thường xài nhất là cái công thức trên cùng nha mấy em. Công thức thường sử dụng nhất là công thức trên cùng. B nó là số đôi cực từ. B gọi là số đôi cực từ ha.
B phở, B nhỏ nha em. Phân biệt với B lớn đó là công suất tác dụng ha. Còn B mà số đôi cực từ thì nó ghi là B B nhỏ ha, chữ B phở nhỏ ha. Số đôi cực từ. Rồi thì số đôi cực từ là gì? À, số đôi cực từ là cái khi mà mình quấn cái động cơ á, thì nó sẽ tạo các cái bố dây, nó sẽ tạo thành các cái cực từ. À, đây ở đây thầy sẽ chỉ cho mấy em thấy một cái cực từ này, đây, trong cái hình này. Đây. Mấy em thấy là một cái vòng dây này, hai cạnh này nó kết hợp nhau, nó tạo thành một cái cực từ, mấy em thấy không? Dòng điện chạy trong cạnh thứ nhất này, à, nó sinh ra cái từ trường là các cái vòng tròn đồng tâm này, thấy không? À, bên cái rồi nó đi qua bên này xong nó chạy ngược về phía này thì cái dòng điện đi về ở phía cạnh bên này nó cũng tạo ra các cái từ trường đồng tâm. Thì hai cái từ trường đồng tâm này nó kết hợp với nhau, nó tạo thành hai cái cực từ này, Bắc Nam này đó. À, thì đây là một đôi cực từ này. Thì trong động cơ nó sẽ có nhiều đôi cực từ như thế này. À, thì tùy vào cách quấn dây mà, tùy vào cái cách quấn cái dây quấn ở trong cái động cơ mà mỗi động cơ nó sẽ có số đôi cực từ nó khác nhau ha, tùy vào cách người ta quấn. À, thường số đôi cực từ thì nó sẽ là số chẵn ha. À, số cực từ nó là số chẵn, một cực, hai cực Bắc Nam, à, thì nó tạo thành một đôi cực từ. Nó sẽ tạo thành một đôi cực từ ha. Thì B là à, một đôi cực này gọi là một đôi cực từ là B. À, giả sử ở đây cái động cơ nếu chỉ có một cuộn như này thì nó là có một đôi cực từ thôi. À, B bằng 1. Nếu nó có hai cuộn như này thì nó là B nó sẽ bằng 2. À, thì cái này à, để xác định được số đôi cực từ thì à, của một cái động cơ thì mình phải tháo cái động cơ ra kiểm tra ha, coi là người ta quấn như thế nào. Còn nhà sản xuất thì người ta sẽ cho ha. Ví dụ các bài tập của mình thì nhà sản xuất coi như là từ nhà sản xuất nó cho thì sẽ biết được số đôi cực từ của động cơ là bao nhiêu. À, hoặc là mình dựa vào tốc độ quay của động cơ mình cũng có thể xác định được số đôi cực từ ha. Dựa vào tốc độ quay và tần số định mức thì mình có thể xác định được số đôi cực từ. À, tiếp theo. Rồi, chiều của từ trường quay. Hồi nãy là tốc độ nha. Tốc độ từ trường quay thì nó sẽ tính bằng lưỡi thức này nè. À, hồi nãy mấy em có ghi cái khái niệm. Từ trường quay là cái từ trường nó kết hợp bởi từ trường đập mạch của ba pha dây quấn ha. Mình ghi đơn giản cũng được, từ trường quay là sự kết hợp của từ trường đập mạch ba pha dây quấn. À, rồi tốc độ nó đây. Rồi chiều. Chiều của từ trường quay thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thứ tự pha của dòng điện ở trong cái pha dây quấn động cơ ha. Mấy em còn nhớ là mình học ở môn thực tập điện cơ bản á. À, thì mình muốn đảo chiều quay của cái động cơ ba pha thì mình sẽ đảo chéo hai cái dây pha, à, giữ một dây giữ nguyên, hai dây đảo chéo ha. Thì khi mà em đảo chéo hai dây như này thì cái thứ tự pha của dòng điện trong động cơ nó sẽ thay đổi ha. À, đảo chéo ví dụ đáng lẽ 1 2 3, bây giờ mình đảo thành 1 3 2 vậy ha. À, thì lúc này thứ tự pha nó sẽ đổi. À, thứ tự pha đổi thì dẫn tới là từ trường quay nó sẽ đổi chiều. À, đảo chiều quay động cơ ha. Đó, thì à, chiều của từ trường quay nó sẽ phụ thuộc vào thứ tự pha của dòng điện, chú ý nha. Thay đổi thứ tự pha, đổi hai dây à, thì chiều từ trường quay nó sẽ đảo lại. Rồi. Mình chỉ ghi bán tắc thôi. À, chiều từ trường quay nó phụ thuộc vào thứ tự pha. À, nếu đổi hai pha thì chiều từ trường quay nó sẽ thay đổi. Đổi hai pha nó mới đổi chiều nha. Nên em đổi ba pha là thứ tự nó không có thay đổi đâu ha. Đổi chéo hai dây thôi thì thứ tự pha nó mới thay đổi. Rồi. À, tiếp theo mình nói cái nguyên lý làm việc. À, hồi nãy mình nói là cái nguyên lý hình thành cái từ trường quay ha. Thì có cái từ trường quay rồi thì cái mình sẽ nói về cái nguyên lý làm việc của cái động cơ không đồng bộ. À, rồi. Thì khi mình cấp điện vào cái ba pha dây quấn, à, điện xoay chiều ba pha vào cái ba pha dây quấn của stator, thì lúc này nó sẽ sinh ra cái từ trường quay ha, sinh ra từ trường quay. Rồi thì từ trường quay này nó sẽ quét qua các cái thanh dẫn rotor. À, trong cái rotor mình thì rotor mình có hai loại ha, rotor dây quấn hoặc là rotor lòng sắt. Thì ở đây mình nói rotor lòng sắt ha, rotor dây quấn cũng vậy thôi. À, đó. Thì dòng điện nó quét qua các cái thanh dẫn này hoặc là quét qua các cái cuộn dây quấn của rotor thì nó sẽ sinh ra trên này một cái sức điện động cảm ứng. À, trên rotor sinh ra sức điện động cảm ứng. Ở đây nó giống như máy biến áp thôi. Khi cấp dòng điện vào phía sơ cấp thì
phía thứ cấp nó sinh ra dòng điện cảm ứng, sức nặng cảm ứng. Thì đối với cái động cơ phân bộ của bạn, khi cấp vào cái cuộn cuộn dây quấn stator thì cái cuộn rotor nó nằm ở bên trong của stator thì nó cũng có cảm ứng từ tác động lên nó thì nó sinh ra cái dòng điện cảm ứng ở trên cái rotor ha. Rồi thì trên rotor nó sẽ có dòng điện nó chạy, tại vì cái rotor thì nó bản chất bên trong rotor nó đã được nối các cái thanh dẫn nó được nối với nhau rồi. Rotor dây quấn thì nó cũng sẽ được nối ra ngoài qua các điện trở, nó cũng được nối với nhau thôi. Thì các cái thanh dẫn này nó tạo thành cái mạch kín rồi. Nên khi có sức động ở trên thanh dẫn thì nó sẽ tạo thành cái dòng điện chạy ở trong rotor. Cấp điện và stator thì phía rotor nó cũng bị cảm ứng và nó cấp điện, nó sinh ra dòng điện cảm ứng ở trên rotor. Đơn giản ha. Rồi, thì khi mà rotor nó có dòng điện cảm ứng mà nó lại đang nằm ở trong từ trường của stator. Stator là từ trường quay ha, nó quét qua rotor. Nó sinh ra dòng điện cảm ứng trên rotor. Mà bản thân dòng điện rotor này đang nằm ở trong từ trường quay của stator. Do đó, giữa từ trường và cái dòng điện ở trong rotor nó sẽ sinh ra cái tương tác điện từ ha. Nó tạo thành cái lực lực từ. Nó kéo cái rotor quay. Đó là cái nguyên lý ha. Nguyên lý cũng đơn giản thôi. Thầy tóm tắt lại cái nguyên lý ha. Mấy em có thể ghi tóm tắt cái ý thầy nói hoặc là ghi theo slide cũng được. Ghi slide thì nó hơi dài ha. Muốn ghi cũng được. Nếu ghi không kịp thì có thể coi lại video mình ghi. Nhưng mà em nên tóm tắt cái ý thế này. Mình cấp dòng điện 3 pha vào stator thì sinh ra từ trường quay ở trong lòng stator. Rồi thì cái từ trường quay này nó quét qua dây quấn rotor. Nó sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng ở trên rotor, đúng không? Rồi, dòng điện cảm ứng này nằm trong từ trường nên nó chịu lực từ tác dụng và lực từ này nó sẽ kéo cái rotor quay vậy thôi. Tại vì cái rotor mình thì nó nằm trên một cái trục quay á, nên là khi nó chịu lực từ tác dụng thì nó sẽ bị quay theo chiều của từ trường. Còn muốn xác định chiều lực từ thì mình sẽ dùng quy tắc bàn tay trái. Lực từ nó đi như thế nào đó, dòng điện chạy trong dây quấn rotor như thế nào thì dùng quy tắc bàn tay trái sẽ xác định được cái chiều lực từ tác dụng lên cái rotor. Đó là cái nguyên lý làm việc. Em ghi bản tắt ha, thầy để slide cho em ghi tóm tắt cái ý này. Cấp điện vào 3 pha vào dây quấn stator và sinh ra từ trường quay. Mấy em viết ở dạng mũi tên được ha. Cấp dòng 3 pha vào stator thì mũi tên cái rồi sinh ra từ trường quay ha. Từ trường quay này nó quét qua dây quấn rotor thì nó sinh ra dòng điện cảm ứng ở trên rotor. Rồi dòng điện cảm ứng I2 trên rotor nó chịu lực từ tác dụng từ trường quay của stator. Từ trường quay nó tương tác với cái dòng điện cảm ứng ở trên rotor, nó sinh ra lực từ kéo cái rotor quay. Mình biết quán tắc cái ý lại rồi. Thì cái nguyên lý nó cũng tương đối là đơn giản ha. Rồi, sau khi nói cái nguyên lý xong thì mình sẽ một số cái lưu ý ha. Khi mà cái rotor nó quay á, cái rotor nó quay được là nhờ cái tương tác lực từ giữa cái từ trường quay với cái dòng điện I2 là dòng cảm ứng ở trên rotor. Thì cái dòng điện cảm ứng I2 trên rotor nó sinh ra từ đâu? Dòng I2 cảm ứng nó sinh ra là do cái từ trường quay nó quét qua cái dây quấn, nó cắt qua cái dây quấn rotor. Từ trường quay nó quét, nó cắt qua dây quấn rotor thì nó sinh ra cái dòng điện cảm ứng I2 trên rotor. Thì nếu mà cái rotor mà nó quay bằng với tốc độ từ trường, khi mà rotor mà nó quay bằng với tốc độ từ trường á, thì mấy em tưởng tượng ha, rotor mà quay nhanh bằng tốc độ từ trường thì lúc này giữa từ trường quay và rotor coi như nó đứng yên với nhau, đúng không? Không có chuyển động tương đối giữa hai cái này. Thì khi mà không có sự chuyển động tương đối giữa từ trường với rotor, có nghĩa là từ trường nó không còn cắt qua các thanh dẫn rotor nữa, thì lúc này mình sẽ thấy là cái dòng điện cảm ứng ở trên rotor sẽ bị mất đi. Dòng điện trên rotor sẽ mất đi á. Mà khi dòng điện cảm ứng mất đi thì cái lực từ nó kéo cái rotor quay nó không còn nữa. Mất cái lực từ kéo rotor ha. Mà mất lực từ thì cái ma sát ở trên trục ha, nó sẽ làm cho cái rotor nó bị chậm lại. Rotor sẽ quay chậm hơn so với từ trường ha. Rồi, khi nào rotor quay chậm hơn từ trường thì nó lại sinh ra cái dòng điện cảm ứng ở trên rotor. Tại vì khi mà rotor chậm hơn thì lúc này từ trường nó lại cắt qua các thanh dẫn ha. Nó sẽ sinh lại dòng cảm ứng và nó tạo nên lực từ
kéo cái rotor quay tiếp. Vậy nên là đối với cái động cơ không bộ á, thì cái rotor nó sẽ quay tốc độ nó sẽ chậm hơn so với cái từ trường ha. Không thể nào quay bằng tốc độ từ trường được nha. Tại vì quay bằng tốc độ từ trường là nó mất cái dòng điện cảm ứng, mất cái tương tác, mất cái lực từ ha. Mất lực từ thì cái rotor chắc chắn là phải quay chậm lại. Nên đối với cái động cơ rotor, cái động cơ không đồng bộ á, thì cái tốc độ quay của rotor lúc nào nó cũng phải nhỏ hơn tốc độ của từ trường ha. Nhớ nha. Không quay bằng được ha, tốc độ không bao giờ nó bằng được. Tại vì nó bằng cái là nó mất lực liền, không còn lực từ nữa ha. Mà không có lực từ sinh ra thì cái ma sát nó sẽ làm cái rotor chậm lại ha. Khi nào rotor chậm lại thì nó lại có lực từ nó kéo cái rotor quay tiếp ha. Nên là tốc độ lúc nào nó cũng sẽ chậm hơn từ trường ha. Tốc độ rotor lúc nào cũng chậm hơn tốc độ từ trường. Ở đây là mình đang nói cái động cơ nha mấy em. Rồi, thì cái thông số gọi là hệ số trượt nó sẽ đặc trưng cho cái độ trượt giữa hai cái từ trường, giữa cái từ trường stator với cái tốc độ quay của rotor. Thì hệ số trượt nó tính bằng hệ số trượt ký hiệu là chữ S. S nhỏ nha mấy em, chữ S nhỏ. S lớn là cái công suất biểu kiến ha. S lớn là công suất biểu kiến ha. Ở đây là S nhỏ. Thì S nó sẽ bằng N1 trừ N chia N1. N1 ở đây là tốc độ quay của từ trường. N là tốc độ quay của rotor. Lấy tốc độ quay từ trường trừ tốc độ quay của rotor. Chia cho tốc độ quay của từ trường quay. N1 là tốc độ quay của từ trường ha. Người ta còn gọi tốc độ N1 là tốc độ đồng bộ nha mấy. N1 nó còn gọi là tốc độ đồng bộ. Còn N là tốc độ quay của rotor. Không biết thì ghi chú vô ha. Rồi thì hệ số trượt nó sẽ bằng N1 trừ N chia N1. Những công thức đóng khung đỏ này là mấy em ghi chú lại và đóng khung đàng hoàng ha. Và thuộc luôn những công thức này là sử dụng rất nhiều, cần phải nhớ. Rồi, tốc độ động cơ thì nói chung những công thức này người ta suy qua suy lại thôi. Cái công thức ở trên là cái quan trọng cần nhớ này. Cái dưới thì nó suy ra từ công thức ở trên đó. N là tốc độ quay của động cơ thì nó sẽ bằng 1 trừ S chia 1 trừ S nhân với N1 ha. Rồi. 1 trừ F, S nhân ra 60 nhân F chia B đó. Này là công thức tính tốc độ động cơ. Rồi, máy phát thì mình xem thêm trong sách. Rồi, bây giờ cái này là một cái bài tập. Bài tập này ở bài tập này để lát nữa thì cho em làm xong ha. Lát nữa đây em chụp hình hoặc là chép lại cái bài tập ha, hoặc coi lại video bao nó lại rồi làm mấy bài tập này nha. Bài số 1 này nhiệm vụ nha, làm vô vở luôn. Bài tập số 1 này cho cái động cơ tốc độ 1425 3 pha 4 cực 4 cực. 4 cực này là ứng với số đôi cực nó bằng 2 nha mấy em. 4 cực hay là nó có 2 cực bắc 2 cực nam đó, là tổng cộng nó có 2 đôi cực ha. B nó bằng 2 đó. Rồi, thằng số 50 hẹt, tốc độ là 1425, điện áp định mức. Yêu cầu tính tốc độ đồng bộ này, tính hệ số trượt. Rồi, giả sử cho hệ số trượt 0,2, 0,02 tính tốc độ động cơ ha. Rồi, tính vận tốc trượt. Vận tốc trượt là cái lấy N1 trừ cho N ha. Vận tốc trượt là lấy N1 trừ N nha. Vận tốc trượt là cái sự chênh lệch tốc độ giữa từ trường với cái tốc độ quay rotor. Các bạn nào có câu gì vậy? Bài này đơn giản với em, áp dụng công thức vô thôi. Mấy công thức nãy giờ ghi đó, áp dụng vô chứ cái bài này mà cần gì hướng dẫn. Cho thông số hết rồi. Ba pha này, bốn cực này thầy nói mới nói rồi ha. Bốn cực này là B nó bằng 2. B là số đôi cực, hồi nãy công thức mình tính 60 nhân F chia B. Thì B nó là số đôi cực ha. Một đôi cực nó là gồm có hai cực Bắc và cực Nam. Ở đây người ta cho bốn cực, có nghĩa là ứng với hai đôi cực. À, nó cho số cực thì mình chia hai ra để ra số đôi cực ha. Rồi có tốc độ quay rồi, có điện áp, có thông số hết rồi. Tần số, số đôi cực, tốc độ quay.
yêu cầu tính tốc độ đồng bộ, tính hệ số trượt. Mấy cái thông số này dễ tính, tự tự giải. Bài này không cần hướng dẫn đâu. Chép không kịp thì lát mình bật video, thầy up video lên mấy em coi, mấy em chép hoặc là ngồi lấy điện thoại chụp hình cái màn hình lại cũng được. À, rồi. Để mình có thông số mình làm. Rồi, cái bài số 2. Bài số 2 này cũng tương tự, nhưng cho nhiều thông số hơn ha. Tính dòng điện định mức, tính tốc độ, tính hệ số trượt, tính moment. Những bài này là những bài cơ bản của em. Thi trắc nghiệm hay là thi tự luận gì thì cũng sẽ có thể có hỏi những câu này. Thì cái bài này mấy em cũng chụp hình lại hoặc là lát mở video lại coi dạy. Bài số 3 này thì mình làm rồi, ví dụ này là... lát nữa nhớ làm hai bài tập đó. Rồi tiếp theo mình đi qua một cái mục nữa. Xong mục này mình cũng có thể nghỉ rồi, tại vì học học online thì mình sẽ không cần học đủ hết 3 tiết giống như trên lớp á, tại vì cái tốc độ đối với cái bài giảng online thì mình nó không có cái tương tác trên lớp giống như ở trên cái lớp học bình thường ha, nên có thể tốc độ thầy sẽ đi nó liên tục, nó không có gián đoạn ha. Thì mình đi nhanh xong rồi sau đó mấy em có thể coi lại video một vài lần để cho nó nắm rõ cái bài học ha. Còn nếu bạn nào có câu hỏi gì thì mình có thể đặt câu hỏi bây giờ cũng được ha. Nếu bạn nào có câu hỏi gì thì có thể bấm giơ tay lên đặt câu hỏi cho thầy ha. Thầy có thể giải đáp luôn các câu hỏi. Còn nếu mà thấy mất tiền thì mình có thể qua bữa sau lên lớp lý thuyết mình thì nói lại một số cái vấn đề chính cần nhớ. Còn những cái nào cần hỏi thì mình nói hỏi cũng được. Mình đi nhanh để mình qua cái nội dung tiếp theo luôn á. Nếu không có câu hỏi thì thầy qua tiếp cái nội dung tiếp theo. Còn nếu mà mấy em thắc mắc thì bữa sau hỏi cũng được á. Hay là coi lại video vài lần là nắm á. Thầy đã ghi video, lát nữa thầy sẽ up lên. Tiếp theo mình nói về cái quan hệ điện từ ở trong cái động cơ không đồng bộ. Thì hôm trước cái máy biến áp mình cũng khảo sát cái quan hệ điện từ trong cái máy biến áp mà. Thì khảo sát các quan hệ điện từ này để mình thành lập cái hệ phương trình trong cái máy điện, xây dựng cái hệ phương trình, đồng thời là xây dựng cái mô hình mạch điện cho nó, mô hình mạch điện cho cái máy điện. Các bạn nào nói tua lại cho mấy em chụp á, thì cái bài giảng này thầy sẽ upload lên mạng á, nó sẽ có cái video, lúc đó mấy em bầu cái video lại mấy em chụp nha. Mấy em chỉ cần dừng cái video lại rồi mấy em ghi cái bài ra mấy em làm ha. Cũng không cần phải chụp hình lại đâu. Lớp video mấy em muốn bầu lúc nào mấy em bầu. Dừng lại. Rồi. Tiếp theo mình qua cái phần quan hệ điện từ ở trong cái động cơ không đồng bộ. Thì đối với cái động cơ phân bộ thì tương tự máy biến áp thôi, mình sẽ có cái hệ phương trình. Thì cái quá trình mà xây dựng cái hệ phương trình thì thầy đi nhanh đó, tại nói chung cái nội dung này nó cũng tương đối là phức tạp á, cũng không, mình cũng không có thi gì nhiều cái chỗ này mà nó lại phức tạp á, thầy sẽ cố gắng cho đi nhanh gọn thôi. Thì quan hệ trong điện từ nó sẽ, quan hệ điện từ máy điện không đồng bộ nó sẽ có một số nội dung. Thứ nhất là đại cương giới thiệu tổng quan, thứ hai là các cái phương trình cơ bản và mạch điện thay thế, thứ ba là cái giảm đồ năng lượng. Giảm đồ năng lượng là cái phần quan trọng ha, cần phải nắm để làm bài tập. Thứ tư là cái moment. Thì bữa nay thầy sẽ đi qua cái nội dung đại cương với lại nói về các cái phương trình cơ bản thôi. Giảm đồ năng lượng thì qua buổi sau mình sẽ tiếp tục. Rồi. Thì trước tiên thầy nói về cái sơ đồ của cái động cơ không bộ ha. Thì khi xây dựng á, cái động cơ không bộ nó được xây dựng tương tự như một cái máy biến áp nha em. Cái động cơ không bộ nếu mình xét về cái quan hệ điện từ thì nó tương tự như một cái máy biến áp. Một cái động cơ không bộ thì cái việc mà phân tích nó, mình đi vào mình khảo sát nó về cái quan hệ điện từ á, thì nó giống như một cái máy biến áp. Cái động cơ không bộ nó giống như một cái máy biến áp như vậy. Rồi thì cái việc phân tích nó mình đã thực hiện cái ở máy biến áp rồi, thì ở đây thầy nói sơ thôi. Đối với cái động cơ không bộ thì cái cuộn dây quấn stator
điện vô á, thì cái dây quấn stator nó tương tự như dây quấn của phía sơ cấp của máy biến áp. Nha. Stator nó tương tự sơ cấp máy biến áp, nó là R1-1 ở đây nè ha. Rồi, dây quấn rotor thì nó tương tự như dây quấn thứ cấp máy biến áp. Rotor là cái cuộn, có thể là cái rotor lòng sắt hoặc là rotor dây quấn ha. Thì nó tương tự cái dây quấn của máy biến áp phía thứ cấp ha. Tại vì cái thứ cấp sơ cấp của máy biến áp nó gồm hai cuộn ha, cuộn sơ cuộn thứ. Thì cái động cơ không bộ nó cũng gồm các cuộn cuộn sơ là mạch stator và cuộn thứ là mạch rotor. Nè. Thì ở giữa cái rotor với stator thì nó có cái khe hở không khí ha. Cái loại thép stator rotor thì nó đều có loại thép rồi, nhưng mà giữa hai loại thép này nó không có liền nhau mà nó có khe hở không khí. Đối với máy áp thì loại thép phía sơ cấp và thứ cấp là nó liền nhau ha, nó chung một cái khối. Nhưng mà đối với cái động cơ không bộ thì giữa cái loại thép phía sơ cấp và phía thứ cấp nó có một khoảng hở gọi là khe hở không khí á. Cái khe hở này rất là nhỏ nha em. Giữa cái rotor với stator nó chỉ có khe hở rất nhỏ thôi. Để cho cái rotor nó quay nó không có bị quẹt vào stator, nó phải cách ra một xíu. Rất nhỏ. Rồi, thì cái khe hở không khí này nó từ trường nó sẽ chạy từ bên loại thép của phía stator. Từ trường từ loại thép stator nó sẽ chạy xuyên qua cái hệ khe hở không khí này và nó đi tới cái loại thép rotor. Thì nguyên cái loại thép stator rotor kết hợp với khe hở không khí thì nó tương đương với cái phần mạch từ ở phía máy biến áp. Mạch từ stator rotor và khe hở không khí nó tương đương với mạch từ máy biến áp. Rồi. Thì bây giờ mình phân tích nó giống như máy biến áp vậy thôi. Phân tích nó giống tương tự máy biến áp ha. Rồi, thì đầu tiên là cái phương trình cân bằng sức điện động phía sơ cấp giống như máy biến áp ha. Phương trình cân bằng sức điện động ha. Thì U1 nó sẽ bằng E1 cộng cho I1 Z1. U1 là cái điện áp mình cấp vào động cơ ha. Ở đây mình phân tích trên một pha nha em. Cái động cơ 3 pha nhưng mà mình chỉ phân tích trên một pha thôi. Thì U1 là điện áp cấp vào cuộn dây sơ cấp là cấp vào stator. Nó sẽ bằng trừ E1 cộng I1 Z1. Rồi, thì I1 nhân Z1 chính là cái sụt áp ở trên cái cuộn dây quấn stator. I1 Z1 ha. Này. I1 nhân Z1 chính là sụt áp ở trên cuộn dây quấn stator nha em. Rồi. E1 này là cái sức điện động ở trên dây quấn. Khi mà mấy em cấp điện vào cuộn dây thì nó sinh ra sức điện động ha. Sức điện động ở trên dây quấn ở một. Rồi thì đây là cái phương trình cân bằng điện áp ở dây quấn stator. Cái này nó giống y hệt cái phương trình cân bằng điện áp ở trên cuộn sơ cấp của máy biến áp mà hôm trước mình khảo sát ha. Cái phương trình này là phương trình cân bằng điện áp phía sơ cấp phía dây quấn stator ha. Thì mấy em cái chỗ này mình theo dõi thì được ghi thì mình có thể coi lại video mới ghi chỗ nào mấy em thấy quan trọng mấy em ghi ha. Cái này thầy cũng không bắt buộc phải ghi đâu. Chỗ này thì nó tương tự mấy nháp thôi, thầy nói lại cho nhanh ha. Rồi. Thì cái E1 này cái biểu thức tính nó là 4.44 ha, W1 F K dây quấn nhân phi M. Đây là sức động dây quấn stator, nó tính theo cái biểu thức này ha. W1 là số vòng dây quấn stator. F là cái tần số điện ha. K dây quấn 1 là cái hệ số dây quấn stator. Thì cái hệ số dây quấn này nó phụ thuộc vào cái cách người ta quấn dây ha. Người ta rải dây quấn trên các cái rãnh đúng không? Nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ số K dây quấn này. Rồi, phi M là cái từ thông của cái từ trường quay. Thì đó là cái phương trình cân bằng điện áp phía sơ cấp ha. Rồi, phía thứ cấp. Đối với mấy cái động cơ thì cái phía thứ cấp nó sẽ hơi khác so với cái máy biến áp một tí. Nếu mà khi cái động cơ đứng yên, lúc động cơ đứng yên thì cái thứ cấp á, nó giống như ở máy biến áp nha. Cái rotor lúc mà động cơ nó chưa có quay á, lúc mới đầu khởi động gió á, thì cái động cơ cái rotor nó chưa kịp quay á, thì lúc này cái mặt rotor nó tương tự cái thứ cấp của máy biến áp. Nhưng mà khi rotor nó quay rồi á, thì lúc này khi rotor nó quay thì cái tần số điện ở trên cái rotor nó sẽ khác nha em. Lúc đầu đứng yên thì cái tần số phía sơ cấp và phía thứ cấp nó bằng nhau, nhưng mà khi đối với động cơ khi nó quay rồi thì cái tần số ở trên rotor nó sẽ thay đổi, lưu ý nha. Tần số điện ở trên rotor sẽ thay đổi ha. Thì trên rotor người ta gọi là tần số điện ở trên rotor là tần số là F2 ha. Thì tần số F2 này nó xem bằng biểu thức là B nhân N2 chia 60 ha. N2 là cái
độ trượt, tốc độ trượt. Nó bằng N1 trừ N. Rồi. Thì cái tính mình quy đổi ra thì nó sẽ bằng S nhân cho F1. S là hệ số trượt nha mấy em. S là hệ số trượt ha. Thì tần số trên rota F2 nó sẽ bằng S nhân F1. Cái này cũng là một công thức quan trọng nha. Công thức cần nhớ đấy. Điện ở trên rota, cái dòng điện cảm ứng ở trên rota, cái tần số nó sẽ khác với tần số phía điện phía phía stator ha. Phía stator ví dụ tần số là 50 Hz ha. Nhưng mà rota đang quay thì tần số rota nó sẽ bằng S là hệ số trượt nhân cho 50 Hz ha. Thì thường cái hệ số trượt này nó nhỏ, ví dụ hệ số trượt là 0,01. À thì rota nó quay đang quay ha, tần hệ số trượt là 0,01 thì cái tần số trên rota nó là lấy 0,01 nhân cho 50. À. Thì tần số nó chỉ là 0,5 Hz thôi, 0,5 Hz thôi. Rồi thì thường cái tần số F2 trên rota nó sẽ nhỏ nha mấy em. Tại vì F2 nó sẽ bằng S nhân F1. Nè, hệ số trượt nhân F1. Hệ số trượt hồi nãy thầy có nói là nó khoảng 0,0 mấy thôi. Rồi. Này, khi rota đứng yên thì hệ số trượt bằng 1 ha. Thì lúc này cái phương trình cân bằng cái tần số F2 nó sẽ bằng F1 ha. Đây đây là cái biểu thức tính sức động E2 ha. E2 ở trên cái dây quấn rota ha. E2 nó sẽ bằng 4,44 W2F nhân K dây quấn nhân ra phi m. Đây E2 là cái gọi là cái sức động trên cái dây quấn rota ha. Khi mà từ trường quay nó quét qua rota thì nó sẽ sinh ra cái sức động trên dây quấn rota. À. Giống như mọi máy biến áp vậy ha. Yeah. À, khi mà rota quay, hệ số trượt S nó nhỏ hơn 1. À. Thì lúc này cái sức động cảm ứng mình gọi là E2S. E2S nó sẽ bằng 4,44 W2 nhân cho F2. F2 là cái tần số mà khi rota nó quay rồi ha. Nhân K dây quấn 2 nhân cho phi m. Thì mình có là E2S sẽ bằng S nhân cho E2. Rồi, điện kháng tản X2S. Khi cái tần số thay đổi thì cái điện kháng nó cũng thay đổi ha. Tại vì điện kháng nó là bằng 2B nhân F nhân cho L ha. Tần số F thay đổi thì cái điện kháng S nó, cái điện kháng X nó cũng thay đổi X2 á. X2 nó sẽ bằng S. X2S là cái điện kháng khi mà rota quay nó sẽ bằng S nhân cho X2. X2 này là điện kháng lúc rota đang đứng yên nha mấy em. Rota đứng yên có nghĩa là tần số phía thứ cấp nó đang là 50 Hz á. Còn khi rota quay thì tần số phía thứ cấp nó sẽ giảm xuống ha. Rồi. KE là cái tỷ số gọi là tỷ số biến áp á, là bằng E1 chia E2. À. Giống như máy biến áp, mấy em thấy giống máy biến áp ha. KE là tỷ số biến áp. Rồi, thì cái phương trình cân bằng điện áp khi mà rota nó quay ha, E2S nó sẽ bằng I2 nhân cho R2 cộng G X2S. Đây. Cái mặt vòng này, phương trình cân bằng điện áp là phương trình chiết xóc 2 cho cái mặt vòng này thôi. À, mặt rota này ha. E2 là như cái nguồn nha. Bằng Y nhân cho R2 cộng GX2. Vậy thôi. Rồi. À, ở đây quy đổi ra theo theo X2 luôn. Có nghĩa là cái X2S thì mình nói là S nhân cho X2 ha. À. E2S thì nó bằng S nhân cho E2 vậy thôi. Này quy đổi quy đổi về E2 với X2. Rồi. Một cái phương trình nữa là phương trình cân bằng từ. À. Thì giống như hôm bữa cái máy điện cái máy biến áp ha, thì phương trình cân bằng sức tự động á, phương trình cân bằng từ ha. N2 bằng N N2 cộng N thì bằng S nhân N1 cộng cho 1 trừ S nhân N1 bằng N1. Cái này là cái tốc độ của từ trường dây quấn rota so với dây quấn stator. Rồi. Thì khi cái động cơ nó quay á, thì cái dòng điện ở trên cái dây quấn stator và rota nó sẽ có một số đặc điểm. Dòng dây quấn stator nó sinh ra từ trường quay tốc độ N1 đối với stator. Mấy em cấp điện vào cái cuộn dây quấn stator thì nó sinh ra cái từ trường quay tốc độ N1 đối với stator nha mấy em. Tốc độ N1 này là tốc độ của từ trường quay so với cái stator. Stator này đang đứng yên nha. N1 là tốc độ từ trường quay đối với stator. Rồi. Tiếp theo là
trên dây quấn rotor nó cũng sinh ra cái từ trường quay rotor. Và quay với tốc độ n2 so với một điểm ở trên rotor. Thì khi mà cái rotor nó có dòng điện chạy cho nó, thì cái từ trường mà sinh ra ở trên rotor, từ trường sinh ra trên rotor, nó sẽ quay với tốc độ n2 sau một điểm trên rotor. Nó khác, nó không có nằm im trên rotor đâu nha. Rồi rotor thì quay so với stator tốc độ là n ha. Thì mình sẽ suy ra được là gì? Tốc độ của từ trường dây quấn rotor so với stator. Tốc độ từ trường dây quấn rotor so với stator. Từ trường của rotor so với stator nha mấy em. Thì nó sẽ bằng n2, n2 cộng với n ha. N2 là tốc độ của từ trường rotor so với một điểm ở trên rotor. N là tốc độ của rotor so với stator. Thì mình sẽ cộng hai cái này lại. Thì nó sẽ ra là tốc độ N1, tốc độ từ trường quay. Rồi, vậy thì mấy em thấy là gì? Cái từ trường của rotor nó quay bằng với tốc độ của từ trường stator nha mấy em. Từ trường rotor nó quay bằng tốc độ với từ trường stator. Rồi, đây mình sẽ có cái kết luận này. Từ trường quay của stator và rotor có tốc độ bằng nhau. Rồi, từ trường quay giữa stator và rotor có tốc độ bằng nhau nha. Cái từ trường của cái rotor nó quay so với cái rotor, nó có sự lệch pha so với cái tốc độ quay của rotor, nhưng mà cái từ trường của cái rotor thì nó lại cùng pha với từ trường của stator ha. Rồi thì cái phương trình sức tự động này, ở đây trong cái thực nghiệm, trong cái thực hiện cái thí nghiệm để phân tích á, thì người ta dùng một cái động cơ sơ cấp, người ta kéo cái rotor nó quay với tốc độ n1, tốc độ n1, cho rotor quay bằng tốc độ từ trường nha mấy em. Khi rotor quay bằng tốc độ từ trường thì giữa rotor với từ trường nó sẽ không có cái sự lệch pha tốc độ nữa, không có sự chênh lệch tốc độ giữa cái rotor và từ trường quay nữa. Có nghĩa lúc này cái rotor nó quay đồng bộ với cái từ trường quay luôn. Bình thường thì nếu mà để rotor nó tự nó chạy á, thì cái tốc độ nó không bao giờ bằng tốc độ từ trường nữa ha. Nhưng mà ở đây người ta dùng một cái động cơ, người ta kéo cho nó quay bằng tốc độ từ trường. Mục đích làm gì? Mục đích quay bằng tốc độ từ trường để cho nó không có sự chuyển động tương đối giữa rotor và từ trường. Dẫn tới là gì? Sức động trên rotor bằng 0. Rotor mà quay bằng tốc độ từ trường là sức động nó bằng 0 đúng không em? Dòng điện trong đó nó bằng 0. Thì dòng điện rotor bằng 0 có nghĩa là gì? Rotor, cái máy này giống như máy ngáp mà đang chạy chế độ không tải mấy em. Cái động cơ mà khi mình cho nó quay, mình kéo cái rotor quay bằng tốc độ từ trường quay, thì lúc này cái động cơ nó giống như máy ngáp làm việc không tải. Tại vì cái dòng điện phía thứ cấp, cái dòng điện I2 nó bằng 0 rồi. Có nghĩa là cái này đang như là thí nghiệm không tải đó. Cái kiểu này mình đang thí nghiệm không tải. Thì cái chế độ lúc đó dòng điện của stator là I0, gọi là dòng không tải. Rồi, thì cái sức tự động lúc này nó sẽ tính là bằng M nhân W1 nhân K dây quấn nhân I0, dòng không tải. Sức tự động nó sẽ bằng M W nhân K dây quấn nhân I0. Rồi. Khi mà tốc độ quay mà khác biệt giữa cái rotor với stator thì lúc này cái dòng điện I2 nó sẽ khác không? Dòng điện stator lúc này là I1, thì cái phương trình sức tự động lúc này là phương trình sức tự động là M1 W1 K dây quấn 1 nhân I1. Đây là sức tự động của dây quấn sơ cấp này. Cộng với M2 W2 K dây quấn 2 nhân I2 là sức tự động phía thứ cấp. Cái này giống như đối với máy ngáp vậy thì tương tự lúc mà động cơ chạy bình thường này, đây là lúc động cơ chạy không tải này rồi thì thành lập được cái hệ, thành lập được cái phương trình cân bằng sức tự động lúc chạy không tải thì nó bằng tổng sức tự động lúc có tải, sức tự động lúc không tải nó bằng tổng sức tự động lúc có tải này. Rồi thì rút gọn đi, chia hai vế rồi rút gọn quy đổi về stator giống như cái bữa mình thực hiện với máy biến áp thì cuối cùng nè, ở đây mình thực hiện biến đổi ra chứ không gì hết nè, biến đổi ra chia cho cái S nè, chia cho hai vế cho S để mình, tại vì hai vế tần số nó khác nhau mình quy về cùng một tần số, rồi nhân hai vế với tỷ số KE nhân KI chia KI nhân để rút gọn thôi, nhân hệ số vô để rút gọn cho nó gọn
thì mình sẽ có cái phương trình đây. Đây là cái phương trình cân bằng điện áp phía rota quy đổi thành resistor. Không, nó bằng E2' trừ I2' nhân R2' chia S cộng GX2'. Rồi, thì E1 và E2' nó là điện áp rơi trên tổng trở từ hóa. Đây, E1 mình sẽ bằng E2' bằng trừ cho I0 nhân RTH cộng GXTH. Này là RM và XM á, của máy biến áp là RM và XM á ha. Rồi, thì cái hệ phương trình động cơ không đồng bộ ha, nó tương tự cái máy biến áp nha em. Cái hệ phương trình này tương tự máy biến áp ha. Thì mấy em ghi giùm thầy cái hệ phương trình này đi. Rồi, ở đây này, U1 bằng I1 nhân cho R1 cộng GX1 ha. Rồi cộng cho YTH nhân cho RTH cộng GXTH. Cái này là cái E1 rồi nha em. I1 nhân cho RTH cộng GXTH chính là E1 á. E1 là cái sức động trên cuộn dây quấn stator. Rồi thì đây là cái phương trình cân bằng sức điện động phía sơ cấp ha. Cái phương trình thứ hai là phương trình cân bằng điện sức điện động phía thứ cấp ha. Không, tại vì cái không chỗ này là cái điện áp ngã ra của máy áp chính là cái động cơ của mình thì nó nối ngắn mạch, cuộn dây quấn nối ngắn mạch ha, nên điện áp ngã ra nó coi như bằng không á, điện áp bằng không. Rồi I1 nhân RTH cộng GX1 cộng GXTH này là cái sức điện động E2, E2 á, sức động trên cuộn rotor à. Rồi trừ cho I2 nhân cho R2' chia S cộng GX2' thì cái này là chính là sụt áp ở trên cái dây quấn sụt áp ở trên dây quấn rotor à. Rồi cái phương trình thứ ba là cái phương trình cân bằng dòng điện ha, I0 bằng I1 cộng I2' giống máy biến áp á. Thì từ các cái phương trình này mình sẽ suy ra cái sơ đồ thay thế cho cái động cơ không bộ à. Đây là cái sơ đồ thay thế ha. Đây à, mấy em vẽ giùm thầy hai cái sơ đồ này luôn, vẽ giùm thầy cả hai sơ đồ này nhé, vẽ vô giùm thầy. Sơ đồ này nó sinh ra là từ ba cái phương trình này, giống như máy biến áp nha mấy em à, cái quá trình biến đổi này giờ thầy có nói đó. Bạn nào thấy khó hiểu thì có thể coi lại cũng được, thì nó tương tự máy biến áp thôi. Thì mấy em nhìn cái sơ đồ này nó giống máy biến áp không, rất là giống à, nhìn rất giống máy biến áp à. Phía sơ cấp là R1, X1 này à, giống máy áp này. Cái nhánh mạch từ này RTH, XTH nó là RM, XM á, hôm trước ha. RM, XM á, RTH là R thép, XTH là X thép, loại sắt á. Thực ra đối với động cơ thì nó vừa loại sắt vừa cái khe hở không khí nữa à, mình gọi chung là RM cũng được, RTH cũng được, XTH à. Rồi à, cái nhánh phía rotor nó sẽ hơi khác à. Rotor thì nó sẽ gồm có điện trở R2' chia cho S và X2' à, chỉ khác một xíu thôi. R2' chia S chính là giống như là điện trở cuộn dây quấn thứ cấp ha. Nhưng thực chất ở đây nó sẽ bao gồm, ở trong đó nó gồm có trở kháng, nó gồm có cái tải cơ ở trong đó nữa. Lát nữa sẽ nói kỹ hơn. Thì cái mạch này là cái mạch tương tự giống như cái máy biến áp ha. Cái động cơ không bộ khi mà đi vào phân tích à, quy đổi nó về sơ đồ mạch điện thì nó rất là giống cho máy biến áp, rất giống. Rồi, thì cái hình phía bên phải này nè, cái hình phía bên phải này là chỉ là cái biến đổi, cái quy đổi biến đổi nó xí thôi. Mấy em thấy là ở bên cái sơ đồ phía bên trái á, mình có cái R2' chia cho S, R2' chia S ha. Thì bây giờ nếu mình muốn à, nhìn cho nó giống máy biến áp luôn, mấy em muốn nhìn cho nó giống máy biến áp luôn ha, thì thay vì mấy em để R2' chia S chỗ này thì mấy em sẽ đổi thành nó là R2' thôi à, đổi R2'. Nhưng mà quy ra R2' thì nó sẽ còn thiếu một cái điện trở trong mạch à, thì cái điện trở trong mạch nó tương đương là gì? R2' nhân cho 1 trừ S chia cho S là cái điện trở R2' nhân 1 trừ S chia S này này. Cái điện trở này chính là đặc trưng cho cái tải cơ ở trên trục của động cơ nha mấy em. Còn R2' là tổn hao ở trên tổng hao ở trên dây quấn, nó giống như máy áp ha. Bây giờ quy đổi như này thì nó sẽ rất là giống máy áp này ha. R2' X2' giống y hệt máy áp rồi ha. Nhưng mà
cái phương trình của mình thì mình quy đổi nó là phải là R2 phải chia cho S. À, thì muốn lấy cái R2 phải ra thì mình sẽ cộng thêm một cái điện trở R2 phải nhân cho 1 trừ S chia S ở đây. À, thì cái điện trở này chính là cái tải cơ ở trên trục của động cơ. Lưu ý nha. Rồi. Thì mấy em nhớ giùm thầy luôn cái sơ đồ phía bên phải luôn ha. Nhớ giùm cái sơ đồ phía bên phải luôn. Nhớ luôn cái sơ đồ phía bên phải này. Đối với máy áp chỗ này là mình sẽ có RT ha. Đối với máy áp chỗ này mình có RT nè, điện trở tải nè. Còn đối với cái động cơ thì tải mình nó là tải cơ. Thì cái RT nó sẽ tương ứng với R2 phẩy nhân cho 1 trừ cho S chia cho S. Được rồi nha. À, vẽ giùm thầy cái sơ đồ. Vẽ cả hai cái luôn á, nhưng mà đặc biệt lưu ý cái sơ đồ phía bên phải. À, sơ đồ phía bên phải là mình đã quy đổi nó về giống như một cái máy biến áp luôn. À, cái tải bây giờ cái tải cơ trên trục động cơ mình sẽ quy đổi nó là thành cái điện trở R2 phẩy nhân 1 trừ S chia S. Ở đây R2 phẩy chia cho S nè. Nó sẽ đặc trưng cho công suất điện từ. Này, R2 phải chia ha. Nó là đặc trưng cho công suất điện từ từ stator truyền qua rotor. Tại vì công suất phía thứ cấp, công suất trên rotor là công suất ở trên cái điện trở này nha. Công suất ở phía rotor là công suất trên điện trở này, này. Thì nó là tổng công suất điện từ luôn. Còn R2 phải thì nó bên này mình tách ra rồi ha, tách riêng ra R2 phải là tổng hao đồng trên rotor. R2 phải. Và cái phần còn lại nó là cái công suất nó tiêu tốn trên trục động cơ, chính là công suất cơ trên trục động cơ. À, mấy em phải vẽ cái sơ đồ này vô ha. Em vẽ xong rồi mình tiếp tục à. Rồi, cái sơ đồ thay thế đơn giản này để mình sử dụng trong một số cái trường hợp mình cần đơn giản hóa tính toán ha. Thì sơ đồ đơn giản này mình sẽ đưa cái nhánh R0X0 ra phía trước ha. RTH XTH mình đưa ra phía trước, mình đặt lại R0 và X0. Thì R0X0 này nó sẽ bằng R1 cộng RTH, X0 nó sẽ bằng X1 cộng XTH. À, mình cộng thêm cái điện trở R1 với X1 vô cái RTH XTH để mình đưa ra phía trước vậy thôi. Thì sơ đồ này đơn giản hơn ha.
đơn giản cho việc tính toán á, đơn giản cho việc tính toán ha. Nè. À, cái phần dẫn đồ năng lượng thì để qua buổi sau đi ha. Bữa nay mình check tới đây là cái nội dung chính tới đây thôi. Thì các nội dung vừa rồi, nếu mà bạn nào có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi ha. Cái phần các cái phương trình này thì mấy em nếu mà thấy không hiểu thì mình coi lại cũng được ha. Cái này nó cũng không phải là quan trọng lắm ha. Không cần nắm, muốn nắm vững thì coi lại. Cái phần giải thích về các cái phương trình này nó tương tự cái máy biến áp hôm trước đó. Có điều cái động cơ thì nó sẽ có cái khác một tí là cái rotor nó quay ra. Rotor nó quay thì nó sẽ có cái tần số nó sẽ khác, phải quy đổi một tí thôi. Tần số rotor nó sẽ khác nên cần quy đổi một tí. Còn cách để mình biến đổi để ra cái hệ phương trình này thì nó tương tự máy áp thôi nha. Còn nếu mà thấy không nhớ được cái đó thì không quan trọng. Mình chỉ cần nhớ được cái sơ đồ này nha. Chốt lại này, nhớ cho thầy cái sơ đồ này ha. Hai sơ đồ luôn, bên trái là bên phải luôn ha. Giữa hai cái đó nó giống nhau, chỉ tách hai điện trở ra, tách điện trở ra thôi. Nếu mà mấy em không có cái thắc mắc gì hết nữa thì thầy điểm danh rồi mình nghỉ ha. Chờ thầy điểm danh rồi mình nghỉ. À, lát nữa thầy sẽ upload cái video lên để mình tìm theo dõi ha. À, để thời điểm nhanh tí rồi mình nghĩ nha.